Vâng, đây là M87825 mã nha các bác. Đây là một trong những huyền thoại gíp lo của dòng Bwinder. Trên 10 triệu một tí. Con này thì em để giá cho các bác là 11 triệu 700 ngàn nha. 11 triệu 700 ngàn. Đẹp xuất sắc nha. Tất cả là máy bãi nha các bác. Đây, bao cho các bác là máy bãi đẹp xuất sắc nha. Đây là con này chưa vệ sinh nha các bác. Từ bến về chưa vệ sinh này. Đây là dơ này. Đấy, dơ. Trước cái đêm sẽ vệ sinh cho các bác. Nhưng những sản phẩm này là đã chạy hoàn hảo rồi. Về chỉ việc vệ sinh và bắt nào chốt thì liên hệ cho em. Giá 11 triệu 700 ngàn. Đẹp xuất sắc nha. Có thấy đẹp kèn máy bãi, nhìn một phát là các bác biết nghe thôi. Nó rất là đẹp, nó rất là sáng sủa. Nắp của nó này. Đấy, nắp zinc nha. Thấy cái mèo sơn nó này. Mèo sơn nó có ánh đen 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 như thế này. Nắp zinc nha. Đấy. Không bóp méo gì luôn. Giá tốt nhất đi cho các bác là 11 triệu 700 ngàn. Đây là series của cái con. Đấy, nó dơ này. Rất là đẹp. Series là 6089 nha các bác, 6089. Em có cái thước tuner nữa. Các bác nào lấy thì alo cho em. Thước tuner thì giá 1 triệu rưỡi nha. Thước tuner để trưng bày thôi. Cho 1 triệu rưỡi nữa. Rồi. Tất cả là nguyên zin. Giờ em sẽ mở rù gan cho các bác xem bên trong nó như thế nào. Chắc anh là nó có bụi rồi. Tại em nhìn hôm nay thấy bụi mà hàng. Vâng, thì em cũng đã mở cái ruột gan của con 7825 mã như thế thôi. Đấy, các bác nhìn sơ qua là các bác biết thấy thằng bãi ở chỗ nào. Thằng bãi thì cái gia vị nó rất là trắng này, rất trắng tinh luôn nha. Đấy, con này sexy vàng, sườn vàng, đẽ vàng. Nó gồm ba cái gia vị là 1, 2, 3 này, đấy, trắng bùm. Đây, đây là những sản phẩm từ bãi về chưa vệ sinh nha. Khi mình vệ sinh nó sẽ rất là mới. Đấy, con này em vừa khui luôn. Thì bên đó nó làm biến vệ sinh. Bây giờ em bỏ công ra vệ sinh một tí. Đây là bốn con sò riêng của nó là sò huyền thoại này. Quánh rất là hay nha các bác. Con mã 1075 nha, dưới 525. Còn chữ, thằng bãi chữ nghĩa nó đều đặn như thế này. Nó không có bị phai. Các bác thấy như trời nó mới như thế này. Còn ba chân còn nguyên hết luôn nha. Rất là đẹp. Bụi đây chúng ta chỉ cần dùng môn hấp và leo lại một tí là xong thôi. Rất tuyệt vời. Các bác thấy chân nè. Nguyên hết nha. Tất cả hoạt động hoàn hảo rồi nha các bác. Giờ chỉ việc vệ sinh thôi và đưa tới tay các bác thôi. Thôi em chỉ có dừng video và tiếp tục tới con ly đèn kia. Giá 11 triệu 700 ngàn. Các bác nhanh tay alo cho em nha. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều. Để các biết bác biết máy bãi nó như thế nào. Đó, nó về nó hơi bị bụi này. Mình vệ sinh. Đấy, chúng ta chỉ cần đấy, chui một tí là nó ra này, là nó dính bụi thôi. Đấy không? Đấy, sẵn tròn lên. Hay là bụi. Bụi nó phủ như cái lớp mới của sản phẩm lại. Nó giữ được sản phẩm mới lâu năm. Bụi bên tay đó các bác. Này này đang dính bụi này. Đây các bác thấy những con trở không? Nó còn rất là mới luôn nha. Ken sao bây giờ?